Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ dáng form thiên nhiên. Cây này có mã số là 131, có tâm hành gốc là 67, chiều cao là 40, đang nằm bầu ươm là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k bao ship. Cây đã sống khỏe rồi, cây đang cho lọc non này. Này, cây đang cho lọc non, quá trời luôn. Cây này nó sống khỏe nha cả nhà. Cây quái, cây có lũa thép luôn này. Đây này, lũa thép. Cây quá khá là khá quái luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ, cây quái. Cây này có mã số là 131, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ, cây quái luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây tường vi rừng. Cây này đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 132, có tâm hành gốc là nhà vườn đo tâm hành gốc như đây nha, là 80, chiều cao là 83, đang nằm bầu ươm là 80 x 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3.500k bao ship. Cây này đã sống khỏe rồi, cây VIP, đế nở mút ngọn luôn này, đế này lũa thép luôn này cả nhà. Đây này, lũa thép âm thân. Đây có một viên ngọc nữa nè, đây nè, có một viên ngọc nữa. Cái này về nhà mình ghép bằng lăng đồ đều được nha cả nhà. Tường vi đó. Tường vi rừng. Cây VIP. Cái này có mã số là 132, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3.500k bao ship. Cây VIP luôn nha cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, cây đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 133, có số đo tổng hoành là 83, cao 40, đang nằm màu đất là 50. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 500k bao ship. Cây đã sống khỏe nha, đang ra lá non rất là nhiều luôn. Bằng lăng tím lá nhỏ. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 133, 500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 134, có số đo tổng hoành là 43, chiều cao của cây là 50, đang nằm bầu đất là 35. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 400k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây bung lọc non nè, rất là sung luôn. Cây một cốt, hai thân rất đẹp nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho nhà vườn nha. Rồi mã số 134, 400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ đã sống khỏe nha, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 135, có số đo tổng hoành gốc là 58, chiều cao của cây là 35, đang nằm bầu đất là 30,
Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 400k bao ship. Thầy gián quái nha. Cốt rất là đẹp luôn. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi mã số 135, 400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, form thiên nhiên nha. Cây đã sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 136, có số đo tổng hoành là 77, cao 55, đang nằm bầu đất là 45 x 35. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 550k bao ship. Cây sóng khỉ bung lọc non nha. Có hóc lũ âm thân luôn. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 136, 550k bao ship. Rồi giờ vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây này đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 137, có tâm hành gốc là 112, chiều cao là 80, đen nằm bầu ươm là 50 x 30 nha cả nhà. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1200k bao ship bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cái này đây, cái này có lũ thiếp âm thân nha. Đây này, lũ này cây quái, lũ này cây này, cây này quái luôn nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cái này có mã số là 137. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1200k bao ship. 1200k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây quái. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây vít rừng dáng form thiên nhiên. Cây đã sống khỏe rồi nha. Cây quái. Cây này có mã số là 138, có tâm hành gốc là 55, có cây tán phóng là từ từ bên ngọn này nè tới cái gốc nó là 95, đến năm bầu ươm là 75 x 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1800k bao ship vứt rừng. Cây quái đế trải này, cây quái vứt rừng phong thiên nhiên. Cây này có mã số là 138, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1800k bao ship. Cây đã sống khỏe rồi. Dáng quái. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây quýt rừng đã sống khỏe rồi nha. Cây này quái. Cây này có mã số là 139, có tâm hành gốc là 15, có chiều phóng là từ chỗ gốc này tới cho ngọn đây là 72, đang nằm bầu ươm là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 800k bao ship.
cây quýt rừng quái, cây này đã sống khỏe rồi. Đây này, có cái con cây này quái không này. Cây quýt rừng đế trải luôn, cây này. Cây này có mã số là 139. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 800k bao ship. Cây quýt rừng. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây đa đa. Cây này đã sống khỏe rồi nha. Cây này đang cho lọc non rồi. Đây nè, cả nhà yên tâm nha. Đây nè, cây cho lọc non nè, lọc non. Cả nhà mình yên tâm nha. Cây này có mã số là 140. Có tâm hành gốc số đo là 60, chiều cao là 70. Có tàn phóng là từ bên này qua tới bên này là 97. Đang nằm bầu đất nuôi là 60 x 45 nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1.800k bao ship. Cây này đã sống khỏe rồi. Cây đa đa. Cây này có bú quái rồi nha. Đây nè cả nhà. Nua quái thuê thân luôn. Khá là quái luôn. Đây nè. Nu toàn thân luôn. Cây đa đa. Chén quái. Cái này có mã số là 140. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1.800k bao ship. Cái này đã sống khỏe rồi. Cả nhà mình yên tâm nha. Cây nù quái. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.